Xin chào quý vị. Hôm nay đi trên đường Bà Om thì thấy một cái tiệm cúc chiên bơ, cúc nướng. Đây, rất là nhiều món cúc nướng, cánh gà, đùi gà, thú linh và thịt xiên nướng ở cái số 111A của đường Bà Om, phường 13, quận 6 nha quý vị. Đây có cái bảng tên rất là hay là Trai Đẹp Bán Cúc nha. Dạ, chào anh Trai Đẹp. À, thì hôm nay đi qua thấy có cái tiệm cúc chiên bơ, cúc nướng hay quá thì ghé vào chia sẻ cho mọi người cùng xem. À, đây các bạn rất là nhiều món nha quý vị. Đây thấy sơ sơ đã 2, 4, 6, 8 món rồi. Ở đây mình bán những cái món gì hả anh? Em có cúc nướng nè, đùi gà nướng nè, cánh gà nướng nè, nướng nè, mày gà nướng nè, nướng, trời nướng nè. À, mình bán ở đây lâu chưa ha? Em được 2 năm rồi anh ơi. À, 2 năm rồi ha. Wow, cũng rất là lâu rồi nha quý vị. Thì hôm bữa mình đã đi qua đây và thưởng thức thử cái món món cút nướng ở đây rồi, rất là ngon. Thì hôm nay mới gặp lại anh và tiện thể ghé vào quay clip để chia sẻ cho quý vị cùng xem. Đây nha. Bán được 2 năm thì cũng khá là lâu rồi nha quý vị. Rồi, tên này là gì ạ? Món tên này là gì đây anh ha? Trên món anh đang thấy đây là dòi nè, phao câu nè. À, phao câu. Cái này thú linh nè. À, thú linh. À. Ồ, mình là cút cánh nè. Dạ. Ở đây cái món cút có đặc biệt là nướng kèm với một quả trứng trứng cút nữa nha quý vị. Đây, thấy quý vị có thể thấy đây. Nướng thêm một quả trứng cút nữa. Đây. Đây là mì gà anh ha. Dạ đúng rồi, là mì gà. Vừa mình đã đi qua đây một lần rồi. À, hôm nay thì mới gặp được anh chủ quán là Trai Đẹp ấy quý vị. Thì mới ghé vào quay clip để giới thiệu cho quý vị cùng xem. Nhìn rất là ngon nha. À, nướng cái này cũng vất vả ha, thấy nóng quá. Khá là nóng. Ờ, nóng ấy quý vị. Đây, ngay ở trên đường Bà Om đó quý vị. Nướng cả nguyên cái chân gà luôn. Đây. Trai Đẹp Bán Cúc. Đây, mấy cái món này thì đang còn nướng và ở đây thì bên kia có những cái gia vị nữa. Bên này là quay cái gia vị cho mọi người cùng xem này. Cái này gọi là nướng cùng với cái này gia vị này nướng cùng hoa đúng không anh? Đúng rồi anh, chứ là nướng cũng bị cùng hết nha. À, tức là mình tự chế biến đúng không? Đúng rồi. À, bán 2 năm thì phải có cái bí quyết riêng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ vậy. Hôm nay mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh ha? Dạ là thường thường là lúc 3 giờ thì em ra rồi, bán tới khoảng 9 giờ rưỡi tối. 9 rưỡi tối là nghỉ. Ờ. Tại sao mình lại đặt cái tên là Trai Đẹp Bán Cúc à? Câu chuyện này cũng thú vị lắm anh. À, đó. Vậy cho nhiều người để ý vậy thôi. Cái trai có đẹp đâu. Cũng đẹp mà thấy cũng ghiền á. Thì sao? Cái tên cho họ để ý tới vậy mà. Đâu, chắc phải có lý do đúng không? Thì hồi đó định kiếm cái tên nào để cho nhiều kiếm nó nhiều khách tới là cho khỏi phải chạy cuốn mở gì nhiều mà quảng cáo. À. Là cái tên này nó cũng rất là lạ, người ta thấy tới là người ta tò mò đến tối liền. À, cũng là một cái chiêu để kéo nhiều nhiều khách mà mới thay chuyện ra. À, thấy đi qua nhưng mà cái bảng hiệu nó hơi bé một tí, phải chú ý là mới thấy nha quý vị. Em quay về chút, chị hỏi thăm em chút nha. Dạ được, hỏi luôn cũng được chị. Em xong đi, em làm xong đi rồi em ngồi nói chuyện, chị hỏi thăm em chút qua. Dạ dạ dạ. Thấy nha quý vị. Dạ. Mình nướng còn xong hết rồi hả anh? Dạ vâng, em nướng là nướng xong rồi, như đây nữa là em xong. À. Giờ lên rồi. Giờ khách giờ nóng lại rồi, khách ăn. Một ngày mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh? Như hỏi ra là từ 3 giờ đến 9 anh. 3 rưỡi đến... À, 3 rưỡi rồi, rồi. À, chỉ bán chừng đó thôi ha, chứ không có bán hơn. À, bán có tiếng rưỡi đồng hồ thế à? Ồ, hay quá ha. Đấy nha quý vị. Anh Trai Đẹp cho nên anh chỉ có bán 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. 9 rưỡi hả anh? À, 9 rưỡi hả? Dạ, phải đó, 4 giờ rưỡi.
9 giờ rưỡi tối cơ. Nói nhau một cái đường, 1 tiếng rưỡi là chết rồi. Đúng rồi. Mình nói là anh phải cực kỳ VIP là mới bán 1 tiếng rưỡi thôi, còn dư lại là để cho người khác bán. Đây nha quý vị, nhìn rất là ngon. Vậy cái này mình không, bây giờ mình bỏ cái nước này lên đây để nướng đúng không? À, thì bỏ một lần thôi không? Không có bỏ nhiều lần. Bây giờ mình đi qua cũng hơi muộn rồi, thành ra anh đã nướng xong hết rồi quý vị. Trên này đã nướng xong hết rồi. Đây, đi qua thấy cái biển tên rất là hay, trai đẹp, bán cúc, thành ra phải ghé vào quay chia sẻ cho quý vị cùng xem. Đây, Tú Linh nướng rồi cút cánh gà, đùi gà. À, bà Hôm đấy quý vị. Đây quý vị có thể ghé vào đây mua thì thưởng thức nha. À này, chưa hỏi, chưa hỏi tên anh là anh tên gì ha? Dạ, em tên Lạc à. Hả? Tên Lạc hả nè? Lạc. Dạ vâng ạ. Ồ, tên sao hay quá ha. À, tưởng tên là Đạt nhưng mà tên là Lạc. Và anh Đạt ha. Dạ. Đấy nha quý vị, anh Đạt năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Dạ em năm nay 20 ạ. À 20. Ờ, mình ngoài bán cúc ra thì mình có làm thêm gì nữa không? Dạ không. Không ạ, hiện tại do dịch thì em chỉ có bán cúc thôi à. Bữa mình hỏi như mình anh Đạt làm ở bên gì, hàng không hả? Không, em là không phải là tiếp viên hàng không. Cái anh kia đấy là lúc mà khai trương cái quán này ra đấy là hai người làm được, là cái anh kia và em. Thì cái anh đấy thì anh nói là ngay cái tên đặt xe đẹp bóng cút thì anh ấy phải nói là đẹp trai thật. À. Đấy. À, thì sau khi bóng một năm đấy thì anh đó đi theo đam mê của mình là làm tiếp viên hàng không. À. Hiện tại thì anh đó sang lại khách cho em bán, rồi anh đó đi theo đam mê của mình là tiếp viên. Bây giờ anh đó đi làm tiếp viên rồi đúng không? Đúng rồi. Thì có bữa nào anh nó rảnh thì anh nó cũng qua đây bán phụ em lại. À hay ha. Ai may mắn qua thì có thể gặp anh đó. Đúng rồi. Thì trước đây là có một cái anh cũng rất là đẹp trai quý vị và bán cúc ở đây. Thế cho nên mới đặt cái tên là trai đẹp bán cúc. Thì sau đó thì anh đó theo đuổi cái đam mê của mình là làm tiếp viên hàng không, thì chuyển sang cho Đạt để bán nha quý vị. Đây. Đấy, quay cần cho quý vị cùng xem này, cúc nhìn rất là đẹp, màu sắc rất đẹp luôn. Đây, tay này là Tú Linh nướng rồi xúc xích phao câu nướng này quý vị. Và câu gà đây, cái này ăn rất là ngon luôn, béo lắm. Ngoài ra còn có gà nướng nữa quý vị, rất là ngon. Đây là bán cúc ngay ở cái đường 1111A Bà Hôm đấy quý vị. Và khách tới mua rồi quý vị. Quẹt cái này lên cho nó đẹp ha. Dạ vâng. Nó cũng vừa là gia vị luôn, vừa là để cho đẹp quý vị. Nhìn là dầu chuẩn bị trong đây à. Đây trai đẹp bán bắp cúc đây quý vị. Nó nói gì cái gì? Nói mỗi thứ cái là. Mua về ăn hay mua cho khách hả anh? Mua khách hả? Anh Grab anh tới mua cho khách nha quý vị. Quý vị có thể đặt Grab luôn. Ở đây Grab phòng nào cũng đều được nha quý vị ơi. Tức là mình tìm trai đẹp bán bán cúc là ra đúng không anh? Dạ vâng anh. Có trai đẹp bán cúc là ra đó quý vị. Đây. Có tên luôn. Chút xíu nữa mình sẽ hỏi cái số điện thoại cho quý vị. Quý vị đặt hoặc là tới đây ăn hỏi địa chỉ luôn. Trước khi mà giao cho khách thì sẽ được nướng lại đó quý vị. Đây, cúc với Tú Linh nướng. Đây, được quét lại này quý vị. Đây. Đúng rồi, nó nóng rồi, hoặc cho mà nguội lắm. Để cho ngọt nó chỗ nóng thôi. Ngay cái tiệm sửa đồng hồ á, kể bên tiệm sửa đồng hồ nha quý vị. Quý vị có nhìn thấy bên này các quý vị. Đây, hai ông cúc.
Một con cuốc này là bao nhiêu tiền ha anh? 15 ngàn ha. À, cùng giá rất là mềm quý vị. Kèm thêm một quả trứng cuốc nữa nha. Cuốc 15 ngàn quý vị này. Đấy. Còn mega thì bán sao ha? Mega cũng 15 ngàn một sâu luôn anh. À 15 ngàn một sâu. Vâng. Đồng giá 15 ngàn ha. Không tùy món à. À tùy món à. À, đồ linh là giá khác quý vị. Đây. Bán 2 năm rồi cho nên rất là chuyên nghiệp luôn. Nướng cũng ngon và làm rất là nhân. Quý vị cũng còn rất là ít thôi. Bán chỉ đến 9 giờ 30 phút là nghỉ bán rồi nha. Ăn cái này thì đảm bảo luôn, nướng chín rồi, gia vị ok rồi. Về chỉ việc xoàn ra và làm thêm một ly bia nữa thì tuyệt vời đó quý vị. Chứ không cần phải suy nghĩ gì thêm. Gà này thì giá sao ha? Giá sao rồi sao anh? Giá của một miếng gà vậy là bao nhiêu tiền? À, 30 anh. À, 30 ha. Là gấp đôi một con cúc. À. Đây quý vị nha. Đây nhìn rất ngon luôn. Cái này gọi là thú linh ha. Dạ vâng, cái này gọi là thú linh ta. Tại sao gọi là thú linh ta? Cái này em không biết à? Không biết luôn. Mình cũng thấy là không biết sao gọi là thu linh. Chắc tiếng của người Hoa quá ha. Chắc không phải. À. Cái này là mình cũng từ chế biến luôn ha, ha Đạt ha. Đúng không? Cái này là do một người dưỡng của em ấy, của mình chánh. Có cái chánh nữa. Dưỡng này cũng bán vậy nè, rồi không người dưỡng sẵn cái cốt cho em luôn, rồi em anh em bán. À mình lấy về rồi mình bán ha. Đúng không? Nhưng mà cái này là lấy về mới nướng chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Đang sống mình lấy về nướng thôi. Chứ làm cái này cũng nghe nào cũng vất vả lắm đây. Dạ vâng ạ. Chế biến rồi làm sạch rất là vất vả quý vị. Rồi xong. Rồi. Đạt có thể cho cái số điện thoại để mọi người có thể đặt hàng được không? Số điện thoại hả? Dạ vâng, số điện thoại của em là 0929 620 150. Đây nha quý vị. Quý vị có thể gọi điện trước để xem hôm nay Đạt có bán không. Và thì hỏi những cái món ăn đang còn đây. Và đặt hàng trước những cái món mình thích ra đây chỉ việc ngồi. Ở đây cũng có chỗ ngồi đúng không ha? Có bạn, có khách khách nào yêu cầu thì em biết bạn nha. Hôm bữa mình cũng có ngồi đây rồi. Lạt nhưng mình gọi Đạt cho nó dễ nghe. Tên hay quá trời luôn. Sao gọi là tên Lạt hay vậy? Thì ba mẹ em đặt thế chứ sao anh? Cũng không nói vì sao đặt cái tên hay vậy hả? Thì ba mẹ đặt thế thì em biết là như thế rồi. Nhà mình có gần đây không? Dạ vâng, nhà cũng gần đây ạ. Thế cũng gần ha. Đây nha quý vị qua đây thì ghé vào ủng hộ bạn Lạt nhé quý vị. Bạn Lạt hay còn gọi là bạn Đạt. Mình gọi là bạn Đạt cho nó dễ gọi. Tên Lạt thì nghe rất là hay. Đây, đây là Thảo Câu này. Bạn đến 9 giờ 30 là nghỉ. Mà nói chung là nếu mà hết thì nghỉ sớm đúng không? Hết thì nghỉ sớm với quý vị, chứ không phải là cố định. Thì quý vị có thể liên hệ trước để đặt món hoặc là hỏi có còn cái món gì không. Ở Sài Gòn thì bữa nay cũng người ta bán những cái món này rất là nhiều luôn. Nhưng mà mỗi nơi thì có một cái cách chế biến khác nhau thì nó tạo nên cái thương hiệu riêng của mỗi người. Nó ngon hay không thì mọi người ăn nào biết nha. Riêng mình ăn ở đây rồi thì rất là ngon. Cút là có thêm quả trứng này quý vị. Đây.
Trứng ở nhà một con chim cút vậy là 15.000 đồng. Thú linh là 30.000. Còn như một sâu mề gà cũng là 15.000 đồng luôn nha quý vị. Đây, chúc quý vị ngon miệng nha quý vị. Đây, hướng về cái vòng xoay ở cái chỗ đường An Dương Vương với đường Bà Hòm đó quý vị. Ngay ở bên vỉa hè đây. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo ạ. Đây, anh Đạt này có khách tới mua đây quý vị. Mình tính chào anh Đạt ra về rồi, anh Đạt ra về rồi mà lại có khách tới mua thì lại tiếp tục quay cho quý vị cùng xem. Đây, cái lò quay cũng rất là hay này quý vị. Cắm điện và nó từ nó đóng nó chạy á quý vị. Đây, quý vị có thấy không? Đây, quay này. Thì hồi nãy giờ thì đa phần là người ta mua để mang về á quý vị, chứ không có phải là ăn tại chỗ. Thường thì người ta sẽ mang về để ăn ở nhà luôn. Ô, Đạt thì học tiếng Đức hả? Mình là mình sinh viên hay là gì ta? Tự học vậy luôn hả? Từ đẻ là nó có sẵn nè. Ghê vậy? À, lớn lên ở bên Đức hả? Ờ, bây giờ mình nói tiếng Đức là ok đúng không? Ồ, ghê quá ha. Tại sao mình không kiếm cái mấy cái chỗ việc làm mà họ tuyển người dịch tiếng Đức cũng được á? Ồ, giỏi quá các bạn, quý vị này. Đạt là sinh ra và lớn lên ở bên Đức đó quý vị. Như thế thì mình mang quốc tịch Đức chứ đúng không? Ờ, mang quốc tịch Đức. Hai quốc tịch luôn hả? Ồ, cái này hay á quý vị. Đấy nha quý vị, Đạt là có hai quốc tịch luôn, bên Đức và quốc tịch ở Việt Nam, tại sinh ra ở bên Đức luôn. Thì bây giờ nói lên tiếng Đức và tiếng Việt rất là giỏi. Mình thì thấy người nào mà nói tiếng nước ngoài nhiều mà nói giỏi là mình ghiền lắm nha quý vị. Giỏi quá ha. Thế là ở bên Đức rồi là mình qua Việt Nam lâu chưa? 4 năm hả? Ồ. Từ sống ở bên Đức một thời gian rất là dài rồi mới qua Việt Nam đấy quý vị. Thấy được nói được tiếng Đức là giỏi lắm rồi. Tiếng Đức rất là khó. Tiếng Đức nó không có phải đơn giản như tiếng Anh. Thì mình cũng nghe nói như vậy chứ mình cũng không có biết tiếng Anh hay tiếng Đức gì cả. Đây, mỡ nó sôi xèo xèo quý vị, nhìn ngon ghê không? Đi qua đường thấy thơm phức, nhìn vào là thấy tai đẹp bán cúc luôn. Tai đẹp bán cúc nhưng mà thực ra thì bán rất là nhiều thứ nha, chứ không phải mỗi cúc đâu các bạn. Quý vị. Ghê ha. Nhìn ngon không quý vị? Nãy giờ thấy người ta đặt qua cả cái Grab Food rồi hoặc là Now nhiều chứ không có thấy người ở lại ăn. Ở đây thì thích hợp hơn với việc mua đi và mua mang đi quý vị. Đây, bạn Lạc cho biết là đã qua Việt Nam được 4 năm rồi quý vị nha. Rất là nhiều thứ luôn. Đây thôi, chào quý vị nha. Ai con cút và cánh gà này. Đây quý vị thấy không? Rồi xong. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Xin chào quý vị.
Hôm nay đi trên đường Bà Om thì thấy một cái tiệm tiệm cúc chiên bơ, cúc nướng, rất là nhiều món cúc nướng, cánh gà, đùi gà, thú linh và thịt chiên nướng ở số 111A của đường Bà Om, phường 13 quận 6 nha quý vị. Đây có cái bảng tên rất là hay là Trai Đẹp Bangkok nha. Dạ, chào anh Trai Đẹp. Chào anh ạ. Thì hôm nay đi qua thấy có cái tiệm cúc chiên bơ, cúc nướng hay quá thì ghé vào chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây các bạn rất là nhiều món nha quý vị. Đây thấy sơ sơ là 2, 4, 6, 8 món rồi. Ở đây mình bán những cái món gì hai anh? Đây thì em có cúc nướng nè, đùi gà nướng nè, cánh gà nướng nè, thịt nướng nè, mày gà nướng nè, rau nướng như là trời nướng nè. Mình bán ở đây lâu chưa ha? Dạ, 2 năm rồi anh ơi. 2 năm rồi ha. Wow, cũng rất là lâu rồi nha quý vị. Thì hôm bữa mình đã đi qua đây và thưởng thức thử cái món món cúc nướng ở đây rồi, rất là ngon. Thì hôm nay mới gặp lại anh và tiện thể ghé vào quay clip để chia sẻ cho quý vị cùng xem. Năm thì cũng khá là lâu rồi nha quý vị. Bên này là gì á? Bên này là gì đây anh? Cái món anh đang thấy đây là này là dòi nè, cái này kho câu nè. Kho câu. Và cái này thú linh nè anh. Thú linh. Mega cút như cánh nè. Ở đây cái món cút có đặc biệt là nướng kèm với một quả trứng trứng cút rồi nha quý vị. Đây thấy quý vị thấy đây. Thêm một quả trứng cút nữa. Đây là mì gà anh ha. Dạ đúng rồi, đây là mì gà. Mì gà nướng. Vừa mình đã đi qua đây một lần rồi. Hôm nay thì mới gặp được cái anh chủ quán là Trai Đẹp ấy quý vị. Thì mới ghé vào quay clip để giới thiệu cho quý vị cùng xem. Nhìn rất là ngon nha. Nướng bên này cũng vất vả ha, thấy nóng á. Vâng, khá là nóng ạ. Nóng ấy quý vị. Đây ngay ở trên đường Bà Om đó quý vị. Mình lại đặt cái tên là Trai Đẹp Văn Cúc ha. Câu chuyện này cũng thú vị lắm anh. Hồi đó vậy cho nhiều người để ý vậy thôi. Chứ trai có đẹp đâu. Cũng đẹp mà thấy cũng ghiền á. Thì sao? Cái tên cho họ để ý tới vậy mà. Đâu chắc phải có lý do đúng không? Thì hồi đó định kiếm cái tên nào để cho nhiều kiếm nhiều khách tới là cho khỏi phải chạy khuyến mãi gì nhiều mà quảng cáo. Là cái tên này nó rất là lạ, người ta thấy tới là người ta sẽ tò mò tới liền. Cũng là một cái chiêu để kéo nhiều khách mà mới ra chừng ra. Thấy đi qua nhưng mà cái bảng hiệu nó hơi bé một tí, phải chú ý là mới thấy nha quý vị. Em quay về chút, chị hỏi thăm em chút nha. Dạ được, hỏi luôn cũng được chị. Dạ. Thấy nha quý vị. Mình nướng một xong hết rồi hả anh? Dạ vâng, em nướng rồi, nướng rồi, như đây nữa là em xong. Giờ là chờ khách vô, ta đóng lại cho khách ăn. Mỗi ngày mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh? Như hồi nãy giờ là từ 3 giờ đến 9 giờ rưỡi anh. 3 rưỡi đến 3 giờ đến 9 rưỡi. 3 rưỡi rồi. Chỉ bán chừng đó thôi ha, chứ không có bán hơn. Dạ vâng. Bán có tiếng rưỡi đồng hồ thôi ha. Ồ, hay quá ha. Đấy nha quý vị. Anh Trai Đẹp cho nên anh chỉ có bán 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. 9 rưỡi hả anh? 9 rưỡi hả? Dạ, phải lắm, 4 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi. 9 rưỡi tối. 9 rưỡi tối cơ. Chứ bán vô 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa là chết rồi. Chết rồi, đúng rồi.
lại là phải cực kỳ VIP là mới bán 1,5 tiếng thôi, còn dư lại là để cho người khác bán. Đây nha quý vị, nhìn rất là ngon. À vậy cái này mình không, bây giờ mình bỏ cái nước này lên đây mình nướng đúng không? Dạ vâng. À bỏ một lần thôi không? Không có bỏ nhiều lần. Bây giờ mình đi qua cũng hơi muộn rồi, thành ra anh đã nướng xong hết rồi quý vị. Trên này đã nướng xong hết rồi. Đây, đi qua thấy cái biển tên rất là hay, trai đẹp, bán cúc, thành ra phải ghé vào quay chia sẻ cho quý vị cùng xem. Tú Linh nướng rồi cút cánh gà, đồ gà. À, bà hôm đấy quý vị có thể ghé vào đây mua để thưởng thức nha. À này chưa hỏi tên anh là anh tên gì ha? Dạ em là em tên Lạc à. Hả? Em tên Lạc anh ơi. Lạc? Dạ vâng ạ. Ồ tên sao hay quá ha. À tưởng tên là Đạt nhưng mà tên là Lạc. Và anh Đạt ha. Dạ. Đấy như quý vị, anh Đạt bán, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Dạ em năm 20 ạ. À 20. Ờ mình ngoài bán cúc ra thì mình có làm thêm gì nữa không? Dạ không ạ, hiện tại do dịch thì em chỉ mới bán cúc này thôi ạ. Vừa mình hỏi như mình anh Đạt làm ở bên gì hàng không hả? Không, em là không phải là tiếp viên hàng không. Cái anh kia đấy là lúc mà khai trương cái quán này ra đấy là hai người làm được, là cái anh kia và em. Thì cái anh đấy thì anh nói là cái tôi đặt xe đẹp bán cúc, thì anh đấy phải nói là đẹp trai thật. À. Đấy. À. Thì sau khi bán một năm đấy thì anh đó đi theo đam mê của mình là làm tiếp viên hàng không. À. Hiện tại thì anh đó sang lại phát cho em bán, rồi anh đó đi theo đam mê của mình là tiếp viên. À. À bây giờ anh đó đi làm tiếp viên rồi đúng không? À, à. À đúng rồi. Thì có bữa nào anh nó rảnh thì anh nó cũng có đi bán phụ em lại. À hay ha. Ai may mắn qua thì có thể làm anh đó. À. Đúng rồi. Thì trước đây là có một cái anh cũng rất là đẹp trai quý vị và bán cúc ở đây. Thế cho nên mới đặt cái tên là trai đẹp bán cúc. Thì sau đó thì anh đó theo đuổi cái đam mê của mình là làm tiếp viên hàng không, thì chuyển sang cho Đạt để bán nha quý vị. Đấy. Đấy, quay cần cho quý vị cùng xem này, cúc nhìn rất là đẹp, sắc màu sắc rất đẹp luôn. Đây, tên này là Tú Linh nướng, rồi xúc xích, sau câu nướng này quý vị. Còn khô gà đây, cái này ăn rất là ngon luôn, béo lắm. Ngoài ra còn có gà nướng nữa quý vị, rất là ngon. Đây là bán cút ngay ở cái đường 11A Bà Hôm đấy quý vị. Chào anh Đạt ra về rồi, anh Lạc ra về rồi mà lại có khách tới mua thì lại tiếp tục quay cho quý vị cùng xem. Đây cái lò quay rất là hay này quý vị, cắm điện và nó từ nó động nó chạy quý vị thấy. Em lớn ở đây, em lớn ở bên kia. À lớn lên ở bên Đức hả? Vâng anh. Ờ bây giờ mình nói chân Đức là ok đúng không? Vâng anh. Ồ ghê quá ha.
Tại sao mình không kiếm cái mấy cái chỗ việc làm mà họ tuyển người dịch tiếng Đức cũng được á? Đúng không? Ồ, giỏi quá các bạn, quý vị này. Đạt là sinh ra và lớn lên ở bên Đức đó quý vị. Như thế thì mình mang quốc tịch Đức chứ đúng không? Dạ vâng ạ. Ồ, mang quốc tịch Đức. Hai quốc tịch luôn hả? Ồ, cái này hay á quý vị. Đấy nha quý vị, Đạt là có hai quốc tịch luôn, bên Đức và quốc tịch của Việt Nam, tại sinh ra ở bên Đức luôn. Thì bây giờ nói lên tiếng Đức và tiếng Việt rất là giỏi. Mình thì thấy người nào mà nói tiếng nước ngoài nhiều mà nói giỏi là mình ghiền lắm nha quý vị. Việt Nam lâu chưa? 4 năm rồi ạ. 4 năm hả? Ồ. Từ sống ở bên Đức một thời gian rất là dài rồi mới qua Việt Nam đấy quý vị. Thấy được nói được tiếng Đức là giỏi lắm rồi. Tiếng Đức rất là khó. Tiếng Đức nó không có phải đơn giản như tiếng Anh. Thì mình cũng nghe nói như vậy chứ mình cũng không có biết tiếng Anh hay tiếng Đức gì cả. Xôi xèo xèo quý vị, nhìn ngon ghê không? Đi qua đường thấy thơm phức, nhìn vào là thấy tay đẹp bán cúc luôn. Tay đẹp bán cúc nhưng mà thực ra thì bán rất là nhiều thứ nha, chứ không phải mỗi cúc đâu các bạn. Quý vị, tiệm sửa đồng hồ á, kể bên tiệm sửa đồng hồ nhá quý vị, quý vị nhìn thấy bên này đây quý vị. Đây hàng Úc. Một con cúc này là bao nhiêu tiền ha anh? Dạ 15 ngàn ha. Cũng giá rất là mềm quý vị, kèm thêm một quả trứng cúc nữa nha. Mega thì bán sao ha? Dạ cũng 15 ngàn một sâu luôn ha. 15 ngàn một sâu. Đúng không? Đồng giá 15 ngàn ha. Dạ không, tùy món à. À tùy món à. Tủ linh là 30 nè, tủ linh là 30 nè. À, tủ linh là giá khác quý vị. Bán 2 năm rồi cho nên rất là chuyên nghiệp luôn.
rất là ít thôi. Bán chỉ đến 9:30 là nghỉ bán rồi nha. Ăn cái này thì đảm bảo luôn, uống chín rồi, gia vị ok rồi. Về chỉ việc xoàn ra và làm thêm một ly bia nữa thì tuyệt vời đó quý vị. Không cần phải suy nghĩ gì thêm. Gà này thì giá sao ha? Giá sao là sao anh? Giá con giá của miếng gà vậy là bao nhiêu tiền? Hả? 30 anh. À 30 ha. Đúng không? Là gấp đôi. Đúng. Gấp đôi một con cúc. Mình cũng đây là không biết sao gọi là thu linh, chắc tiếng của người Hoa quá ha, chắc không phải. Cái này là mình cũng từ chế biến luôn ha đã ha. Dạ vâng, cái này là do một người trưởng của em ấy ở Bình Chánh có một nhánh nữa, người trưởng đây cũng bán vậy nè, rồi không em người trưởng sẵn cái cút cho em luôn, rồi em anh em bán mình lấy về mình bán ha. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cái này là lấy về mới nướng chứ đúng không? Dạ đúng rồi, em đang sống lên nè. Sống mình lấy về nướng thôi. Chứ làm cái này cũng nghe nói cũng vất vả lắm đây. Dạ vâng ạ. Chế biến rồi làm sạch rất là vất vả quý vị. Rồi xong. Rồi. Đàn có thể cho số điện thoại để mọi người có thể đặt hàng được không? Số điện thoại ạ, vâng, số điện thoại của em là 0929 620 150. Đây nha quý vị. Quý vị có thể gọi điện trước để xem hôm nay đạt có bán không, và thì hỏi những cái món ăn đang còn. Đấy, và đặt hàng trước những cái món mình thích ra đây chỉ việc ngồi. Ở đây cũng có chỗ ngồi đúng không ha? Các bạn có khách nào yêu cầu thì em xin bàn cho những khách ngồi ạ. Hôm bữa mình cũng có ngồi đây rồi. Thì đặt trên nào, trên Grab, trên Baby, trên Cô Nguyện, đồ đầy đủ là em có hết. Sợ là gọi thương mắng em. Em tên Lạt hả? Lạt, Lạt nhưng mình gọi Đạt cho nó dễ nghe. Tên hay quá trời luôn. Sao gọi là tên Lạt hay vậy? Thì ba mẹ em đặt thế chứ sao anh? Cũng không nói, không nói vì sao đặt cái tên hay vậy hả? Nhà mình có gần đây không? Dạ vâng, nhà cũng gần đây ạ. Thế cũng gần ha. Đấy nha quý vị. Quý vị qua đây thì ghé vào ủng hộ bạn bạn Lạt nhé mà quý vị. Bạn Lạt hay còn gọi là bạn Đạt. Bên gọi là bạn Đạt cho nó dễ gọi. Tên Lạt thì nghe rất là hay. Đây, đây là học cô này. Bạn lên 9:30 là nghỉ. Mà nói chung là nếu mà hết thì nghỉ sớm rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hết thì nghỉ sớm rồi quý vị, chứ không phải là cố định. Thì quý vị có thể liên hệ trước để đặt món hoặc là hỏi có còn cái món gì không. Ở Sài Gòn thì bữa nay cũng người ta bán những cái món này rất là nhiều luôn. Mỗi nơi thì có một cái cách chế biến khác nhau thì nó tạo nên cái thương hiệu riêng của mỗi người. Nó ngon hay không thì mọi người ăn nấu trước nha. Chim cút vậy là 15.000 đồng, thú linh là 30.000, còn như một sâu mề gà cũng là 15.000 đồng luôn nha quý vị. Đây, chúc quý vị ngon miệng nha quý vị. Đây, hướng về cái vòng xoay ở cái chỗ đường An Dương Vương với đường Bà Hòm đó quý vị, ngay ở bên vỉa hè đấy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo ạ.